Alo anh em nha. Chào mừng hôm nay anh em lại quay trở lại với một clip tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình muốn chia sẻ với anh em về một cái vấn đề là nhiều anh em thì cũng có đang băn khoăn là vào cái thời điểm này, thời điểm 2021 rồi, thì có nên mua một chiếc xe Super Rim hoặc là một chiếc Rim Thái để phục vụ cho cái nhu cầu đi lại làm việc hàng ngày của anh em hay không? Tại vì có nhiều anh em rất là đam mê cái dáng của xe này và cái chất máy của nó anh em, chất máy Thái á. Thì nhớ anh em nào đã chạy qua dòng xe Super Rim, đặc biệt là Rim Thái, thì cũng đều hiểu là cái dòng xe này nếu mà xe còn ngon á thì máy của nó rất là ngọt và mạnh nha anh em. Mặc dù phân khối của nó chỉ có 97 cc thôi, nhưng mà chiếc xe thì nhẹ, khung sườn chắc và đi thì nó rất là nhẹ nhàng và ngọt ngào. Thì ok, thì với quan điểm của mình á, thì anh em nên, nếu anh em thích cái dáng xe thì anh em và cái chất máy xe đó thì anh em nên, hoặc là anh em cứ chơi đi, vì cái dòng xe Rim Rim Thái hoặc là Super Rim Việt Nam á là đều là những dòng xe anh em là rất là đáng chơi và anh em nên nên mua một chiếc để mà sử dụng anh em ha. Thì vào cái thời điểm này thì cũng đã hơn 20 năm kể từ cái ngày dòng xe này ra đời rồi, kể từ ngày Rim Thái ra đời. Thì để làm thế nào để chọn được một chiếc xe Rim Rim Thái hoặc là Super Rim mà có thể sử dụng hàng ngày, đi lại hàng ngày, phục vụ cho nhu cầu công việc của một anh em là nó ok nhất, thì với lại một cái chi phí, cái giá cả nào nó cho nó hợp túi tiền và hợp lý nhất đối với anh em, thì theo mình là như thế này. Nhu cầu của anh em là đi lại hàng ngày và thưởng thức cái chiếc xe này đi, chiếc Rim đi, thì anh em nếu anh em có điều kiện đó thì anh em mua một chiếc xe mà có cái hình thức bên ngoài nó ok chút xíu, nó mới mới chút xíu, có nghĩa là mình sẽ xem đánh giá về dàn dàn sơn, dàn chân và dàn bạc xe đó anh em. Em coi là đặc biệt đó, thì đối với Rim thì nó rất là dễ, rất là hay bị cái tình trạng là bị mục cái sườn. Thì đầu tiên là anh em phải quan sát xem, là đánh giá xem là cái sườn xe này, nó có xe của chiếc xe anh em định mua đó, là nó có bị mục sườn hay không. Thì ở hai bên cánh hông sườn bấm đến sau đó, thì nó có cái ba cái bấm điện này anh em phải quan sát kỹ cái điều này, và anh em nhìn vào phía bên 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 trong cái sườn xe đó, ở phía sau bánh sau á, xem nó có bị mục hay không. Đó rất là điều rất là quan trọng đối với việc mà anh em lựa chọn một chiếc xe Rim đi để đi làm hàng ngày. Còn về máy móc xe thì như thế nào? Hiện tại thì những cái chiếc xe Rim mà đầu nồi chưa rớt á, thì giá nó rất là cao, mấy chục triệu, 40-50 triệu, hoặc thậm chí có những chiếc là 70-80 triệu hoặc là trên 100 triệu thì cũng có. Nhưng theo lời với nhưng mà theo mình á, thì với nhu cầu đi lại hàng ngày và cho công việc, đôi khi có chở hàng, thì anh em không nên phí tiền vào những chiếc xe mà đầu nồi chưa rớt anh em, theo mình thôi. Tại vì á, những chiếc xe này rất là mắc tiền. Cái thứ hai nữa đó là nhu cầu đi lại hàng ngày của anh em thì khi mà anh em, ví dụ anh em bỏ một số tiền lớn ra mua nó về, thì anh em thế nào anh em cũng phải gọi là cũng phải rớt đầu, cũng phải làm nồi thôi, chứ không thể nào mà
anh em cứ giữ mãi cái đầu nồi chưa rớt mà anh em đi hàng ngày thì không thể được, tại vì nó có hao mòn mà anh em. Thì anh em nên lựa chọn những chiếc xe ví dụ như là giá cả vào tầm khoảng 15 cho tới là 15 17 gì đó, có thể là máy móc đã rớt đầu hoặc là làm nồi rồi nhưng mà nó chưa quá dập nát. Chưa quá dập nát có nghĩa là anh em cũng có thể anh em bằng mắt thường anh em quan sát xem là ốc át như thế nào, đã vặn bị vặn nhiều chưa. Thường là những chiếc xe mà làm máy nhiều lần rồi thì ốc nó sẽ bị dập nát hết, những cái đó thì hết không còn ngon nữa. Nhưng mà nếu mà ốc át của nó cũng chập sơ sơ thôi, hơi hơi chút xíu thôi, thì và cái chất máy của nó đó nó vẫn còn ngọt, anh em chạy thử đi, nó cũng nó còn ngọt, thì là anh em nên là tập trung vào những cái chiếc này. Nhưng mà phải kèm theo cái điều kiện là khung sườn và hình thức nó còn cũng tạm được, khung sườn còn 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 liên lạc mà chưa bị mục cho anh em. Chiếc xe rim á, quan trọng nhất đó là có hai thứ, cái máy và cái sườn đó. Thì mình nhu cầu mình đi lại hàng ngày và kinh tế của mình nó nếu mà không có dư dả nhiều thì anh em nên tập trung vào cái khung sườn và hình thức bề ngoài nó ok chút xíu để về anh em đỡ tốn tiền phải dọn xe. Còn về cục máy thì như nãy mình nói thì anh em không nên mua những cái chiếc mà nó đầu nồi chưa rớt bởi vì nó rất là mắc tiền. Những chiếc đó thì mình nghĩ là chỉ dành cho những anh em nào mua mua xe về để trùm mền hoặc là lâu lâu xách ra đi uống cà phê thì nó sẽ hợp lý hơn là đối với những anh em mà đi làm hàng ngày. Thì đối với kinh phí khoảng từ 15 cho tới 17 triệu thì mình nghĩ là anh em cũng có thể khéo léo thì cũng có thể mua được một chiếc rim Thái hoặc là Super Rim gì đó với hình thức tương đối, khung sườn chưa mục và máy thì có thể là đã làm một vài lần rồi thì cũng ok, tại vì không sao của anh em. Máy móc thì bây giờ anh em mình có thể bỏ ra khoảng chừng thêm cỡ 5 triệu nữa hoặc là 5-7 triệu hoặc gì đó thì anh em mua thay hẳn gọi là phụ tùng của chính hãng luôn vào vào chiếc xe của mình thì lúc đó sẽ xe mình sẽ rất là chất đó anh em. Còn về cái bệnh của Super Rim và Rim Thái thì như anh em đã biết rồi, nó có cái bệnh là hú anh em. Thì nói chung là cái bệnh này cũng khó lắm, cũng khó trị lắm, hên xui thôi, đi thợ hoặc là thay đồ thì nó cũng hên xui, có chiếc được có chiếc không thì mình đừng có quan trọng cái chuyện đó nữa anh em ha. Thì đây mình chỉ là cảm nhận về cái dáng xe và cái chất xe thôi, nó hú nhưng mà cái sức máy thì nó vẫn còn nha anh em, không phải vì thế mà xe mình yếu đâu. Thì đối với mình á, thì mình nghĩ là anh em nên chọn những cái chiếc xe mà khoảng tầm giá từ 15 tới 17 triệu, đầy đủ giấy tờ và khung sườn chưa mục, hình thức tương đối và máy có thể làm rồi đó, để mình đi làm hàng ngày thì sẽ rất là ok, ok hơn rất là nhiều so với những chiếc xe quay quay 110, quay RX, quay S100 đời mới bây giờ thực là không không có ngon. Máy rất là máy thì nó rất là mau xuống và lại nói chung là không ngon lành gì cả anh em à. Nên là nếu được anh em thích xe rim á, thích dáng xe thì và thích chất máy của rim thì cứ mạnh dạn mà chơi anh em ha. Nhưng mà mình phải khôn khéo một chút xíu ha anh em ha, lựa chọn những chiếc xe mà nó vừa túi tiền và nó cũng vừa giữ được cái chất xe để mình đi làm hàng ngày và mình cảm nhận cái chất xe rim. Thì mình nghĩ sẽ rất là thú vị anh em ha. Thôi thì clip ngắn của mình tới đây thôi, mình cảm ơn em đã bỏ thời gian theo dõi và hẹn gặp lại ở anh em ở những clip tiếp theo nha anh em. Chào tạm biệt anh em nha.